Mình đi phun chân mày phong thủy thì có ảnh hưởng gì tới vận mệnh không ạ? Theo quan niệm tâm sinh tướng của ông bà ngày xưa thì dáng chân mày đẹp, hội tụ đủ các yếu tố về phong thủy sẽ giúp mang đến cuộc sống giàu sang này, viên mãn cho người sở hữu. Còn ngược lại, nếu mà chân mày không hợp phong thủy thì sẽ ảnh hưởng phần nào đó không tốt cho người sở hữu trong nhiều khía cạnh khác nhau nha. Vậy nên theo nhân tướng học thì phun chân mày phong thủy có thể thay đổi phần nào đó vận mệnh của mỗi người. Và việc thay đổi chân mày phù hợp với khuôn mặt vừa giúp tăng thẩm mỹ này, vừa giúp thay đổi vận mệnh và có tác động tích cực đến khía cạnh cuộc sống của từng người bạn nhé.